chào quý vị khán giả thân thương trên kênh Sài Gòn Phố nha. Ngọc đang đi quay ở cái khu vực quận 4 nè. Ngọc đến cái số khoảng 162 của đường Xóm Chiếu. Thì Ngọc thấy chỗ chị bán cái mâm, hai cái mâm rất là đẹp luôn. Nào là có cơm nè, rồi bún với lại miếng nè. Cho nên Ngọc ghé giới thiệu đến cả nhà mình. Đó, cả nhà có thể nhìn trực tiếp vào đây nè. Có chả lụa hay chị ha, rồi có cơm với lại trứng thôi. Bên kia mình cũng giống vậy luôn, bên kia là miếng xào. Dạ, miếng xào, xào bò. Miếng xào gấp đó, nó khó nên là dùng và bao tay vậy nè, nó nhanh, nó bán đông rồi là không có kịp gấp. Gấp cái này tiện tứ luôn, một ngày hai món vậy đó. Dạ. Nói chung là qua hai món mà chị, ngàn hai món là hiện tại gọi món này là gọi cái này bún gạo xào với mì. Bún gạo xào với mì, xào với mì, mì trứng với mì, mì trứng tôm đó. Rồi bên kia là bên kia là chị, bên kia là nhà nhìn ngon quá trời luôn. Cái quan trọng là nói chung mình bán mình có tâm xíu, mình buôn bán mình phải kỹ. Mình giống như khách ăn như mình ăn rồi mình buôn bán mình làm kỹ sạch sẽ, quan trọng là trong nhà mình làm sạch sẽ nữa. Sau khi chị sắp xong chị sẽ đặt lại giống như bên đúng kia rồi, ha. Đúng rồi. Đó, quan điểm rất là hay luôn. Đó. Dạ. Gắn xong rồi cũng như rồi, giống như mình bán cũng giống như mình ăn thôi. Đúng rồi, chính xác rồi. Chị bán món này là lâu chưa chị? Chị bán cũng một năm rồi em. Dạ. Năm. Nhưng mà cái món này cũng khá là dễ ăn đó chị ha. Đúng rồi. Nó giống như buổi giống như mình đi làm cô quay á thì rồi. Mình chỉ mở ra mình dây nước mắm vào là mình ăn được rồi. Không có bị nước này kia nọ. Dạ. Bên kia có ớt chuông với lại đúng rồi, nấm mèo nữa. Nấm mèo, hành tây. Một hộp thì chị bán sao chị? Cái này chị bán miếng xào á thì chị bán là 30, còn bún gạo với mì xào này là 20, 25 một hộp. Dạ. Ai ăn giá nào cũng được. Sáng mấy giờ chị ra đây? Sáng giờ 6 giờ chị ra rồi đó em. Dạ, 6 giờ ra rồi bán. Tầm là từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ là hết đó thôi. Dạ, vậy là cũng hết sớm chị ha. Đúng rồi, giống nếu mà 6 7 8 thì nó khoảng có 2 tiếng thôi. 8. Đúng rồi, nếu mà bữa nào bán chậm á thì khoảng 9 giờ. Dạ. Mà mấy ngày nay khách yêu cầu quá chị làm nhiều hơn. Dạ. Thấy là có hai cái mâm ở đây ha. Một cái bên thì miếng, miếng thì thường một hộp là 30. Còn một bên đây thì là cái mâm to hơn thì gồm có loại bún với lại cái mì trứng đó cả nhà. Đó, làm ở trên thì có topping giống giống vậy. Hồi xưa giờ là chị có kinh doanh về cái món ăn rồi không chị? Có chị, hồi xưa chị bán bánh canh cua nữa. Nói chung là ngày của chị canh cua, bánh canh cua. Chị muốn ngoài kia rồi nhưng mà giờ chị trả mặt bằng rồi. Dạ. Xong cái mình qua đây mình đổi thành cái món này, món không nước. Cái này là chị làm là khoảng cỡ bao giờ chị làm, là sáng 4 5 giờ hả chị? Kém hồi 5. Kém hồi 5 4 giờ chị làm rồi. Dạ. Còn em tận dụng không? Chung là nhiều người thích ăn bún, nhiều người thích ăn miếng. Dạ. Chị làm hai thứ khách dễ ăn. Làm một năm nay là chị bán có hai món vậy không? Đúng rồi, hai món. Bao nhiêu? Dạ 25. 25 đó. Dạ em chốt thôi chị Hà. Dạ con 30 luôn, lấy con thêm trứng với tôm. Dạ rồi, trứng tôm.
nước mắm. À, là ở đây chị có để nè, là có nước tương ớt với lại mắm, nước mắm. Rồi lấy nước mắm. Chị bán nhìn đơn giản mà hấp dẫn quá trời. Đúng rồi. Cách mà mình làm mấy cái màu sắc của rau củ luôn á, nhìn đơn rất là bắt mắt luôn. Nói chung là mình làm cái gì cũng kỹ hết trơn á thì rồi nó ngon rồi. Trên bảng em thấy chị ghi là bún xào tôm trứng với lại miếng xào bò tôm. Nghe tên món lạ quá chị ha. Nói chung là thường em vẫn không có thấy kết hợp kiểu tương tự chị á, cho nên nó lạ, làm cho người ta cảm giác là bắt mắt, với lại cũng thèm hơn, nghe là thấy lạ lạ thì thèm hơn. Nói chung là mình bán sao cái mình ghi vậy. Ăn nào em trời? Ăn bún miếng ăn không? Ở đây là số 162 của 162 đi con. Dạ. 162. Một số 2 của đường Sông Chiếu. Chắc là cũng phường 16 hả chị? À, phường 14. À, phường 14. Phường 14 ở đây nha cả nhà. Chị có ship không ạ? Có em. Dạ, ship vậy là mình sẽ đặt làm sao chị? Giống như là ship thì chị chưa có đăng ký mấy cái đó, tự chị bán đây khách quen thôi mà. Nên là chị không có đăng ký. Dạ. Nên là giống như khách biết chỗ chị thì tới đặt ráp rồi đó. Dạ. Tới người ta mua, người ta đặt. Dạ. Dạ. Vậy em phải có số điện thoại được không? Thì chị có, em xin luôn đi. Dạ. Có, đó chị cho em số điện thoại. Dạ. Rồi chị bán cho vô nước mắm. Hộp là chị ấy lỗ hết luôn nha. Đúng rồi. Chị làm sẵn. Trước để làm cho kịp. Bắt đi làm quá dễ làm em. Rau nhiều hơn hay. Không lấy chả nha. Không lấy chả. Tôm. Quan trọng cái đậu phộng đó nè. Dạ. Mình mua mình rang ở nhà. Chứ mình cay không mua. Có ở nhà nó bùi và nó sốt rồi. Mắm cay đi. Mắm cay. Mắm cay. Hai phần nói gì gái. Hai. Ăn gói chuông được không em? Gói chuông được. Miếng dùng tương phải không? Hai hơn, hai trái cay hơn mà cay lớp hơn. Con mắm này muốn ăn cái nào ăn. Của em một cái 30, một cái 25 là 55 á em. Bây giờ chị bán nhiều hơn, tự khách yêu cầu chị á bán nhiều hơn cho anh, nhiều khi ta có người ta dễ trễ, hoặc ta đi làm trễ. Dạ. Có nghĩa là ngày xưa giờ mình bán 2 tiếng không hả? Đúng rồi, bây giờ chị làm thêm, bây giờ 9 giờ, có thể 9 giờ 9 giờ á. Dạ. Em dùng cái nào? Dạ. Cái này thì một hộp này, hộp này đi ha. Dạ, chị lấy cho em hai hộp đi, một hộp này. Em có dùng mì không? Dạ, hai cái trộn trộn chung được chị. Được. Dạ. Trộn rau luôn ha. Dạ. Không có kịp khách đi làm á, khách đi làm phải nhanh tay. Dạ. Chị gái cái dưới này bị lộn hết rồi. Đâu con cũng cần bị lộn hết. Ngược bên rồi. Chạy qua đi thử xem con người có hộp không.
phải lên nắp mới đúng. Đó, gì quá khé đó, mình lộn mà. Chết trời. Vậy nó không sao đâu, mình bỏ đi. Quá có một con 10 cái hộp. Cắm này nè, đó. Chị bọc cái bọc luôn đúng rồi, cái này chị cũng bọc á mà nãy đông quá cái chị mới tháo ra, chị còn nhét cái bọc đâu đây. Ô thật vớt rồi. Rồi, rồi. À, chị gỡ này lên nó rớt rồi. Phải không chị? Hay là chị bọc trong cái bàn vậy? Không, chị gỡ lên nó rớt đó, đợi chị sửa lại. Đứng ở đây bán luôn. Mấy bữa chị không có làm bảng. Dạ. Mà khách mua, khách nói chợ đi tìm chị hoài, không thấy đâu hết. Thôi mua thật đó. Không thật cái, nhưng mà nếu mà chạy ngang, phải chạy ngang cái là nhìn, nếu mà nhìn là dễ thấy mà. Em thấy nó màu sắc á, nhìn vô là nhìn hấp dẫn liền. Em dùng ở này trước ha. Dạ. Chị thôi cắt cái hộp kia, chị bỏ hộp giùm em đi. Cái hộp này trước. Rau nhiều không Tân? Dạ không, vừa thôi. Dạ. Vừa thôi, để chị bớt ra. Nhưng mà tại sao cái bên đây mình không có dừng bò? Bên đây người ta không có dừng bò á. Dạ. Đúng sàn người ta không có dừng bò. Dạ. Cái dùng là chị rõ luôn rồi, chị bán luôn rồi. Dạ. Không có dùng. Ta thích ăn vậy nè. Lúc trước chị làm thịt ba rọi xào á. Xào thơm lên, nó tỏi thơm lên á. Khách là ăn đó thì ta nói thơm nhưng mà nó hơi bị ngán. Mai chị làm khách yêu cầu, khách yêu cầu trả đi. Thôi chị làm trả. Nói chung bán theo ý khách rồi. Cay nhiều hoa cay ít, chắc cay ít quá ha. Dạ ít thôi chị. Sơ sơ rồi nên thành ra là nó sẽ có tiêu nên sẵn ở trong cái phần bún rồi, chỉ còn lại là khi mà để nước mắm vào thì nó sẽ ăn trọn vị hơn thôi. Sáng mình đổi vị mình không ăn những món nước nữa, mình ăn bún ra cũng khá là ngon đấy. Là cảm giác như là cái sợi bún thì dai dai ha, xong rồi mì tươi cũng dai dai, xong cái thêm cái hương vị của nước mắm, gia vị ở trong rồi thêm cả rau.